Viên uống Shiseido Thai Collagen Nhật Bản. Viên uống Shiseido Thai Collagen Nhật Bản. Viên uống Shiseido Thai Collagen Nhật Bản giúp bổ sung lượng collagen, HA và GABA hoàn chỉnh giúp da trẻ hóa, gia tăng sự đàn hồi cấu trúc da từ bên trong, ngăn chặn tiến trình làm lão hóa da bởi tác động từ bên ngoài, liên tục thúc đẩy sự tuần hoàn sản sinh mô mới, làm da luôn chắc khỏe và căng mịn. Collagen là thành phần giúp làn da đàn hồi tốt hơn. Nhưng với thời gian và tuổi tác, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể giảm dần khiến làn da bạn mất đi vẻ mịn màng, da xuất hiện những nếp nhăn. Do đó, việc bổ sung collagen là rất cần thiết giúp chị em phụ nữ kéo dài tuổi thanh xuân, giữ làn da luôn trẻ trung, tươi mát. Collagen sẽ giúp cho lớp đệm ở da được xây dựng và củng cố với đầy đủ tính đàn hồi và sự săn chắc, giúp trẻ hóa và ngăn ngừa tối đa sự lão hóa da. Thương hiệu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Shiseido là một nhà sản xuất mỹ phẩm lớn của Nhật Bản. Đây cũng là một trong những công ty mỹ phẩm lâu đời nhất thế giới. Được thành lập năm 1872, công ty đã kỷ niệm 140 tuổi vào năm 2012. Shiseido là công ty mỹ phẩm lớn nhất Nhật Bản và lớn thứ tư thế giới. Thành phần: Collagen 1000mg, Royal Jelly 50mg, Vitamin C 50mg, Ornithine Amino Acid 28mg, Năng lượng 72kcal, Protein 1.1g, Carbohydrate 0.62g, Sodium 11mg, Ceramic 600g, GABA 28mg, Hyaluronic Acid 5mg, Chất béo 0.069g. Công dụng của viên uống Shiseido Thai Collagen Nhật Bản: cải thiện và củng cố cấu trúc dưới da, gia tăng độ đàn hồi, mang lại làn da căng bóng, mịn màng và mềm mại. Viên uống đẹp da Thai Collagen Shiseido giúp bổ sung hàm lượng collagen bị thiếu hụt trong cơ thể do tuổi tác, đồng thời căng các nếp nhăn, vết chân chim trên da, cho da luôn rạng rỡ, trẻ trung, giúp chắc xương khỏe khớp, không còn lo lắng các khớp đau nhức khi làm việc liên tục hay thời tiết thay đổi. Ngoài ra, duy trì sử dụng sản phẩm đều đặn lâu dài sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích khác như tóc, móng chắc khỏe, bóng mượt, ngủ ngon hơn và trí óc minh mẫn hơn. Hướng dẫn sử dụng viên uống đẹp da Thai Collagen Shiseido. Liều dùng: uống 2-3 lần trên ngày, mỗi lần 0-2 viên, ngày uống tối đa là 0-6 viên. Có thể uống trước hoặc sau bữa ăn, không cần phải nhai. Đây là loại thực phẩm làm đẹp, vì vậy bạn nên uống đều đặn mỗi ngày. Khi sử dụng nên cân bằng cả thực phẩm và chế độ ăn uống hàng ngày. Sau khi mở lọ cần đóng chặt nắp, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Bảo quản nơi khô ráo. Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên sử dụng. Nếu bạn đang uống các loại thuốc chữa bệnh hay điều trị, hãy hỏi kỹ bác sĩ hay dược sĩ của bạn trước khi sử dụng sản phẩm này. Sau khi uống thuốc, nguyên liệu có thể có làm nước tiểu có màu vàng. Bạn không cần bận tâm đến điều này. Sao tác dụng của sản phẩm nhanh hay chậm tùy thuộc tình trạng cơ địa của từng người.